Xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần và lúc này là khoảng gần 6 rưỡi các bạn. Hôm nay là mình mới vừa rảnh công việc của mình, cũng như là mình mới tắm ra là chuẩn bị mình đi chơi các bạn. Nhưng mình phải chia sẻ với các bạn xong thì bắt đầu mình sẽ đi chơi cuối tuần ha. Thì ngày cuối tuần thì mình xin chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần thật sự là vui, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của các bạn. Và cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình trong tuần qua, các bạn gửi về địa chỉ email của mình, Zalo, Facebook, các bạn nhắn tin qua số điện thoại của mình, các bạn hỏi mình rằng là càng ngày YouTube lại càng ra nhiều cái thuật toán mà gây cản trở cái công việc của các bạn sáng tạo. Và có nhiều bạn đặt cho mình ba cái câu hỏi. Đó chính là cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mà video của bạn rất hay, đầu tư cũng nhiều, nhưng cuối cùng thì kiếm về số tiền từ YouTube không bằng cái video mà các bạn đầu tư nữa, lỗ vốn luôn. Rồi có bạn đặt câu hỏi ra cho mình là tại sao mình đang làm nội dung nhạy cảm trước giờ vẫn ngon lành, vẫn xanh tiền, nhưng tại sao đến cuối tháng thì nó trượt mất tiêu tiền luôn. Thà YouTube cho vàng tiền để biết đường mình xử lý, còn đây YouTube vẫn cho xanh tiền những cái video bình thường luôn, những video chỉ có hơi nhạy cảm một chút thôi, nhưng mà tại sao là đến cuối tháng trừ luôn. Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba mà các bạn đặt ra cho mình, tại sao nhiều người đăng video lên cảnh quay không rõ ràng, giật lung tung mà lại có view rất cao, còn mình quay video cũng ngon, sale cũng tốt nhưng lại không có view. Và kèm theo đó chính là trong thời gian gần đây cứ liên tục hết chính sách này tới chính sách khác ra, mà những chính sách đó toàn là ngăn cản cái việc đó chính là chúng ta sáng tạo nội dung. Như trước kia thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc các bạn đi quay bừa một cái video nào đó rồi các bạn up lên YouTube, hoặc các bạn lấy một hình ảnh của ai đó rồi các bạn chỉ việc chém gió với cái hình ảnh đó mà thôi, thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể kiếm được thu nhập, miễn sao là cái video của chúng ta nó không bị vàng tiền. Kênh chúng ta được bật kiếm tiền, video không vàng tiền là chúng ta kiếm được tiền. Còn bây giờ YouTube lại ra thêm chính sách mà mình đã cập nhật trong cái tuần vừa qua, đó chính là chính sách có và không. Và bây giờ các bạn vẫn lăn tăn cái vấn đề, đó chính là em làm nội dung như thế này, Sĩ Tâm ơi, mình làm nội dung như thế này thì mình nên chọn có hay là không, mình có lấy hình của người ta một chút xíu thôi, mình có nên chọn có hay là không, và mình không khai báo thì như thế nào. Cái câu hỏi đó các bạn vẫn đặt ra và hầu như là các bạn chưa có hiểu được hết cái cốt lõi sâu bên trong những cái chính sách mới mà YouTube cập nhật trong thời gian gần đây. Và các bạn thấy rõ ràng rằng trong năm 2024 và cuối năm 2023 mình đã liên tục cập nhật cho các bạn về sự thay đổi diễn biến từng ngày của YouTube. Các bạn làm YouTube các bạn cần lưu ý rằng là hôm trước là khác, hôm nay là khác, mỗi ngày nó sẽ là một khác nữa nha các bạn, chứ không có ngày nào giống ngày nào cả. Tại vì đội ngũ kỹ sư của YouTube phải liên tục chống chọi với rất là nhiều những người mà chỉ có thích là đi ăn cắp video người khác về đăng trên kênh của mình rồi kiếm tiền, sử dụng mánh khóe. Họ phải chiến đấu liên tục với những cái mánh khóe đó. Và các bạn hiểu được rằng là trong 2024 này, với cái sự mà YouTube mong muốn, đó chính là tất cả nhà sáng tạo hãy góp những cái sáng tạo hay của mình, tự quay hoặc là các bạn dùng nội dung của người khác mà được người khác cho phép các bạn làm nội dung bán content lại để mà các bạn kiếm thu nhập, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể kiếm thu nhập một cách ngon lành. Và loại bỏ đi bớt những cái thành phần là mình đã nói rồi là không muốn làm mà chỉ muốn có ăn thôi, chỉ rình mò người ta ra video xong điên cắp video chế biến lại xong up lên YouTube để kiếm tiền, và đặc biệt là những người tay ngang mới bước vào nghề là không thể nào làm được và hãy quên chuyện đó đi. Có may chăng thì mấy anh em làm lâu rồi, chuyên nghiệp rồi, đủ khả năng vốn mạnh rồi, đầu tư kênh tích kênh lớn rồi thì mới nghĩ đến cái việc là làm re-up. Mà người ta làm re-up là người ta làm chuyên nghiệp chứ không phải là điên cắp video người khác mang về làm. Nên các bạn cứ suy nghĩ rằng là re-up có nghĩa rằng là mấy người pro làm re-up mà họ mua kênh tích và họ làm có nghĩa rằng là họ điên cắp video người khác xong họ mang về họ đăng. Cái đó là không có, các bạn không có chuyện đó, mà là họ dùng chính là những cái hình ảnh hoặc những cái tiêu đề, những cái keyword đang hot trend
và họ sử dụng những cái video mà chưa từng xuất hiện trên YouTube. Họ biết những cái nguồn video đó, họ up lên trên YouTube cũng giống như họ làm content hoặc là làm bán content vậy, nó bình thường chứ không phải đi cắt video trực tiếp từ YouTube xong mang về up lên trên kênh của mình nha các bạn. Nên các bạn đừng có suy nghĩ cái vấn đề chính là re-up là đi cắt video trực tiếp từ bên YouTube xong up lên kênh mình rồi kiếm tiền, đó là không có chuyện xảy ra. Nên các bạn quên đi nha. Vì vậy các bạn sẽ hiểu rằng là với chính sách hiện tại của YouTube thì YouTube sẽ gạt bỏ đi tất cả những cái kênh mà tào lao đó để nhường chỗ cho các nhà sáng tạo, và cái sự công bằng nó phải có trong đó. Bây giờ YouTube dựa vào thuật toán để mà càng quét những cái video. Đôi khi các bạn sử dụng những cái chiêu trò mánh khóe, video bạn bị vàng tiền, rồi các bạn sử dụng làm mờ phân đoạn nó đi, cái tiêu đề đó ví dụ có những cái từ nhạy cảm, rồi các bạn cho sửa lại tiêu đề cho nó xanh tiền lại ha, viết sai chính lỗi chính tả để mà nó xanh tiền lại, mấy cái chiêu đó quá xưa rồi các bạn. Vì vậy khi mà YouTube họ tổng tiền cho các bạn như mỗi năm trước là các bạn đã yên tâm rồi, là về bờ đúng không, tổng tiền thường là đã ngon lành rồi, kênh còn giữ kiếm tiền được đến lúc ngày mà trả tiền là ngon lành rồi. Nhưng bây giờ thì không đúng như vậy nữa các bạn. Tổng tiền là cái chuyện của tổng tiền ha, tổng là cho các bạn nhìn thấy cái số tiền của các bạn được tổng rồi. YouTube sẽ có đợt quét thủ công một số kênh để mà khi mà request thủ công là chúng ta tổng tiền về, và khi đến ngày 14, 15 và trải dài cho đến ngày 18, 19 là YouTube trừ sạch số tiền nó luôn hoặc trừ 1% nào đó. Nên các bạn sẽ thấy số tiền bạn bị hao hụt đi thời gian gần đây, cái chuyện đó xảy ra là hoàn toàn bình thường. Và các bạn thấy rằng kênh của bạn mà thường xuyên có một cái email mà YouTube thông báo rằng chúng tôi đã trừ cái số tiền thông qua lưu lượng không lệ, đó chính là bạn đang vi phạm và bạn đã cố gắng mà làm tiếp tục, thì có thể là kênh của bạn sẽ viết dấu chấm hết. Viết dấu chấm hết ở đây là như thế nào các bạn? Lỗi lưu lượng gấp lệ, nhấp chuột gấp lệ. Và hiện tại nếu như ai mà đủ khả năng mà cứu được cái lỗi đó thì chỉ có công ty Network CNS họ có đủ quyền đó mà thôi, chứ không có ai có thể cá nhân mà thể cứu được cái lỗi đó. Nên nhiều khi các bạn mắc cái lỗi đó, các bạn tránh trường hợp là bị người ta lừa gạt lấy tiền của bạn nha. Lỗi đó là không thể nào cứu được, nên các bạn cần lưu ý nha. Và các bạn hiểu được rằng là khi mà đợi mình chút, cái cửa nó mở. Thế các bạn hiểu rằng là khi mà chúng ta mà làm YouTube trong thời điểm hiện tại này thì chúng ta biết rằng là có sự công bằng dành cho các bạn mà sáng tạo nội dung một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh thì nó quá tuyệt vời cho các bạn. Còn mà ăn cắp, không biết cách làm thì cũng như không, mất thời gian lắm các bạn ha. Nên còn cái vấn đề tiếp theo mà các bạn hỏi mình là tại sao nhiều bạn lên YouTube rồi các bạn thấy là họ chỉ biết mỗi cái ngày tháng đăng video à, thậm chí là họ chưa có biết tiêu đề luôn đó các bạn, mà cái video nó mấy triệu lượt xem luôn, nó rất là nhiều. Và các bạn nói là YouTube không có sự công bằng. Còn mình đây mình làm nội dung hay quá trời, mình sale cũng ngon lành luôn, mình chỉnh chu từng chút luôn, nhưng cuối cùng thì mình không có view luôn. Rồi mình cứ quay ra mình nói rằng là YouTube như vậy là hút máu mình hút máu nhà sáng tạo đó như thế. Hoặc là bạn làm video đang xanh tiền ngon lành luôn, rồi tới tháng trừ hết tiền, không lấy tiền, không cho bạn tiền mà là trừ sạch luôn, không trả tiền cho bạn, gọi là hút máu của bạn, đó sai các bạn. Nhưng mình đi làm YouTube đi nè, đúng không, trong team mình làm nè, sao mình không bị trừ đi các bạn đó, sao đúng không? Còn các bạn cứ than là các bạn bị trừ này trừ kia hoài, mà mình nhìn mấy kênh bạn mình thấy chán ghê luôn á, ba đợt ra mai đâu không á, đúng không, hỏi sao không bị trừ. Hoặc là những nội dung mà quá nhạy cảm về thân thể, YouTube cho phép chúng ta lộ cái phần thân thể nhẹ, khiêu gợi nhẹ, đúng với chính sách YouTube vừa cập nhật. Trong chính sách là cho con bú đăng YouTube thì vẫn bình thường, vẫn kiếm tiền bình thường, nhưng nó phải là như thế nào các bạn, lộ những cái gì đó nhẹ nhàng, nhạy cảm ra, nhưng chúng ta đang phê bình, đánh giá với tiêu chí là tích cực ha, mang tính giáo dục thì nó bình thường, chứ không phải mang cái đó ra, đúng các bạn, nhiều bạn hiểu các bạn mang cái đó ra để mà các bạn kiếm thu nhập trên YouTube. Thì hiện tại là YouTube đã quét mấy cái vấn đề đó rồi, và vấn đề đó YouTube sẽ cho vào chính sách, đó chính là nội dung nhằm thỏa mãn tình dục ha các bạn. Cái nội dung đó nhằm thỏa mãn tình dục, và lúc mà kháng nghị thì nó sẽ không có phần video nha các bạn, nên các bạn cần lưu ý và phải kháng qua cái form của YouTube, cực kỳ khó luôn. Vậy các bạn hiểu rằng là bạn mới hiểu là YouTube cho phép nhạy cảm, nhưng mà chúng ta làm để mà mang hướng tích cực, chứ không phải là chúng ta dựa vào cái đó để mà chúng ta câu view.
thì như thế là không được. Và YouTube sẽ áp dụng bằng cách nào các bạn? Thường á là mấy chủ đề đó họ không có xóa kênh. Khi mà các bạn không quá nhạy cảm thì họ không xóa kênh của bạn. Bạn hiểu không? Ví dụ bạn đăng những bộ phim mà dạng hơi hướng 18 cộng hẳn á, nặng quá đó thì mới xóa kênh. Còn nhẹ thì YouTube vẫn cho bạn đăng, kệ bạn đăng, kệ bạn, như đâu cho bạn kiếm tiền đâu, đúng không? Cũng như không, hoặc là bạn cho bạn đăng đến cuối tháng trừ sạch tiền luôn à, hoặc là reset kiếm tiền rồi xong về mo luôn các bạn. Mình đã nói rồi, trong năm 2024 mà mình đã nói trước cách đây mấy tháng luôn các bạn, trong năm 2023 ha, mình đã chia sẻ rồi là trong năm nay là chúng ta phải làm nghiêm chỉnh và YouTube sẽ dọn dẹp đi, bớt những cái kênh mà đang chiếm chỗ để nhường chỗ cho những cái kênh mà người ta sáng tạo mà chưa được bứt phá, chưa được tiếp cận đến người xem. Thì các bạn nghĩ đi, trong cuộc chơi có 10 người mà trong đó có 5 thằng đi ăn cắp video đăng trên kênh, còn 5 người kia là lo sáng tạo không. Bây giờ đó, đăng cắp video thì ngày nào cũng có video hay để đăng rồi, đúng không? Mà khán giả thì cứ xem những thằng cắp video đó không, còn không xem những cái người mà ta sáng tạo thì sáng tạo nội dung làm sao mà có ngày nào cũng có cái up. Còn bạn đi cắp video thì ngày nào bạn có phim đăng á, đúng không? Ngày nào bạn cũng có phim đăng hết, đó là như thế. Ngày nào bạn cũng có MV ca nhạc bạn đăng hết, hoặc ngày nào bạn có những video hay bạn đăng hết, thì khán giả cứ đổ ùn ùn gì đó coi hoài à, thì làm sao nhà sáng tạo có đường sống đó các bạn. Vì vậy YouTube sẽ ngăn chặn bớt những cái mánh khóe của các bạn, luồn lách của các bạn, để nhường chỗ cho 5 người còn lại đó để mà họ phát triển kênh. Thì dĩ nhiên rồi, ví dụ giờ nè, có 5 thằng làm chủ đề chung với bạn, đúng không? Bạn ra sau nó thì chắc chắn rằng á là bạn không có view nhiều bằng nó rồi, đúng không? Ví dụ nó sử dụng mánh khóe đi lấy video không à, thì nó luôn có view nhiều hơn, ngày nào cũng có cái đăng hết. Còn bạn từng lại bạn mới có một cái, tại bạn sáng tạo chân chính thì rất là khó. Bây giờ mất nó rồi thì còn bạn đi lên thôi, đúng không các bạn? Đó, cái chính sách của YouTube như thế. Vì vậy YouTube sẽ cho khó thêm nữa bằng cách là chính sách mình vừa chia sẻ cho các bạn, đó chính là chính sách có và không, muốn cho các bạn tự động thú thật là có hay không. Và nhiều bạn không biết truy cập vào sidoyoutube.com để mà bấm vào chữ có hay không, mà các bạn chỉ biết là quay video xong là up lên trên kênh của bạn. Thì như vậy các bạn có bị vi phạm không khi bạn không lựa chọn là có hoặc không? Thì YouTube đã nghĩ đến vấn đề đó rồi, các bạn cứ yên tâm đi. Đơn giản như mình đã từng chia sẻ các bạn đó hồi nãy, đó chính là những cái video mà chỉ có up lên bình thường à, quay xong thấy hay quá up lên đó, không rõ lý do là up làm gì luôn đó, trời, đúng không các bạn? Không ghi tiêu đề, không gì hết, mà tại sao YouTube lại hiểu mà lại đề xuất đúng chỗ vị trí mà những cái người mà đang muốn xem video giống vậy nữa, mặc dù video đó chưa từng viết một cái tiêu đề hay bất cứ điều gì cả. Ha, tại sao các bạn? Tại vì YouTube dựa vào những cái comment bên trong cái video đó. Ví dụ các bạn đang comment vào video này của mình về vấn đề là liên quan đến vấn đề làm YouTube mà thôi, đúng không? Thì YouTube ta hiểu được rằng cho dù mình không biết tiêu đề luôn, YouTube vẫn hiểu điều đó. Hoặc là các bạn làm về drama và các bạn ghi tiêu đề nhằm né cái bàn tiền, nhưng mà các bạn hiểu được rằng là YouTube vẫn hiểu là bạn làm về drama rồi, ha, vì những comment bên dưới đó đã nói lên hết tất cả mọi thứ. Tại vì bạn có thể luồn lách trong kênh của bạn, nhưng bạn không thể nào luồn lách được khán giả. Những người bình thường họ cào bàn phím là ra hết. Vì vậy các bạn nằm trong lòng bàn tay YouTube luôn. Vì vậy mình thấy chính sách này mình cảm thấy vui, dành cho các nhà sáng tạo quá tuyệt vời, đúng các bạn, là như thế. Còn ăn cắp thì bây giờ nó phải đầu tư kênh lớn lắm mới chịu nổi, kênh bé bé là giờ nhà sáng tạo cũng khôn lắm các bạn. Nhà sáng tạo mà đã từng xem video là cách gỡ bỏ video khỏi YouTube á, khi bị người khác ăn cắp của mình đó các bạn, là họ cũng xem video đó, họ cũng gỡ sạch mấy video ăn cắp của họ thôi. Nên các bạn hiểu vấn đề là rất là khó để mà các bạn có thể làm được ở những chủ đề như thế. Người ta gọi là re-up công nghiệp là như thế nào? Là những người đã có nhiều kinh nghiệm, họ biết những keyword, những trang website ở những cái quốc gia khác, ví dụ như là Nhật nè, Mỹ nè, Anh, Pháp, vân vân. Có những cái website và có những cái group, có những cái hội nhóm chuyên đăng những cái video như thế thôi. Họ không có biết lên YouTube họ đăng ha, trong những cái nhóm, những cái group hoặc là những cái website. Thì các bạn hiểu được rằng là họ sẽ download những cái trend đang hot, có từ đó, những keyword đang hot, và họ mang về họ chế biến là kiểu bán content, xong rồi họ mới up lên những kênh tức, thì họ mới kiếm được doanh thu. Và họ phải có hệ thống, có đội nhóm để làm nữa, chứ phải không. Mà bây giờ chừng ai nha, trước kia là còn chơi được ba tiệp chiêu, đó chính là dùng kênh vệ tinh tắt kiếm tiền để kéo danh sách phát này kia các kiểu còn được nha. Còn bây giờ thì các bạn đã thấy thời buổi bây giờ là mình đã chia sẻ với các bạn cũng cả mấy ba tháng trước rồi, vấn đề YouTube cập nhật chính sách tắt kiếm tiền là không được dùng kênh đó để kéo cho bất cứ kênh nào,
khác của bạn. Có nghĩa là YouTube không cho phép mình dùng kênh kiếm tiền hoặc mua những kênh vệ tinh vài ngàn người đăng ký, thậm chí vài trăm ngàn người đăng ký, triệu người đăng ký mang về kéo kênh của mình, hoặc là nhờ những ai đó kéo cho mình thông qua hệ thống kéo, hoặc là thông qua những cái kênh vệ tinh. Mà những kênh đó bây giờ nếu như tắt kiếm tiền là viết dấu chấm hết, càng kéo là kênh bạn đi luôn, nên bạn cần lưu ý ha. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng YouTube chỉ phát hiện khi mà bạn chủ động bạn kéo mà thôi, chứ thằng nào ăn cắp. Có một bạn đặt câu hỏi cho mình như thế này, mình chia sẻ luôn sẵn đây mình nhớ nha, là anh Tâm ơi, bây giờ là thằng nào đó nó có kênh tắt kiếm tiền rồi mà bây giờ nó ghét em, nó lấy video của em, nó đăng trên kênh của nó giới thiệu là kênh của em như thế, thì kênh em có bị bay màu hay không? Là các bạn hiểu được là câu hỏi này rất là hay. Là bạn đó lo lắng rằng là sợ thằng nào đó lấy video của bạn, hoặc là nó làm video giới thiệu về kênh của bạn, dùng kênh tắt kiếm tiền đó mà bạn bị tắt theo hay không, thì rất là hay. Nếu như mà nhân vật trong đó những cái IP, thiết bị quen thuộc, vị trí quen thuộc của bạn mà nó không có trùng khớp nơi bạn đang ở. Ví dụ mình ở đây nè, có thằng nào biết mình ở đây không? Có thằng nào kết nối chung wifi mình không? Hoặc có thằng nào dùng thiết bị mình đâu? Thì hoàn toàn không thể nào chơi chiêu đó được. Các bạn phải tự các bạn á, mà các bạn thường xuyên đi đến những cái vị trí mà quen thuộc của bạn, bạn tự động làm điều đó thì mới bị thôi. Còn người khác mà làm thì không, sẽ không bị nha các bạn. Các bạn cần lưu ý. Vậy các bạn hiểu được rằng là YouTube sẽ tính từ cái ngày mà kênh chúng ta bị tắt kiếm tiền thì YouTube mới tính. Còn trước đó thì các bạn muốn kéo thoải mái vì trước đó bạn chưa vi phạm, nên bạn cần lưu ý ha. Rồi, và nãy giờ là mình chỉ lo chia sẻ từ đầu buổi livestream tới giờ luôn, và mình chưa có yêu cầu các bạn, xin các bạn cho mình một like nha, và chưa chào các bạn luôn vì mình nhớ mình chia sẻ liền sẽ lát mình quên, nên các bạn cho mình xin một like nha. Rồi. Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ chào đã quá muộn màng rồi, quá nhiều người rồi không còn chào được nữa. Rồi, chào tất cả các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ha. Rồi, và bây giờ các bạn hiểu rằng chúng ta làm YouTube chúng ta cần phải nghiêm chỉnh. Và các bạn hãy nhớ trong đầu của bạn như thế này, các bạn dễ làm lắm. Các bạn, mình đã lặp đi lặp lại một cái câu nói, đó chính là biến các bạn từ một người biết làm YouTube trở thành một người không biết làm YouTube, thì các bạn mới đăng video nó mới ngon lành được. Chứ nếu như các bạn sử dụng những cách ngày xưa tạo nhiều kênh, nhưng bây giờ YouTube nó quét qua thiết bị, qua IP nó tra ra hết, nên nhiều khi các bạn ra video cực kỳ hay luôn, chỉnh chu luôn, nhưng đăng lên có view. Nhưng mà bạn lấy điện thoại của bạn á, bạn thử quay video đại bạn up lên đi, chừng chút xíu nó không có view à. Nó ngộ lắm các bạn. Đó là lý do tại sao mà cái việc thuật toán YouTube thông minh đến mức độ như thế. Để làm gì các bạn? Nếu như các bạn làm đàng hoàng, các bạn có một kênh nè. Có hai kênh, có ba kênh nè, một người tối đa chỉ có nhiêu đó kênh thôi. Còn nếu mà gian lận thì có nhiều kênh, đúng các bạn, là như thế. Mà chúng ta muốn làm nhiều kênh thì chúng ta phải nghiêm chỉnh cái chỗ là một mail, một số điện thoại, rồi một trình duyệt web riêng, cái cookie riêng, tất cả mọi thứ riêng hết, kết nối wifi cũng riêng luôn, thì nó mới ổn định. Chứ các bạn mà dùng một cái wifi đó, một trình duyệt web đó, nó dính cái cookie đó, rồi các bạn tạo một đống email trong đó luôn, là có như lạy ông tôi mở buổi này, các bạn không thể nào làm được kênh nào khác mà nó có view đó, nó đứng hết. Các bạn cần lưu ý điều đó nha. Vì vậy các bạn thấy là tại sao mà những cái video mà không ghi tiêu đề nó xấu đau xấu đớn luôn, nó chỉ là những cảnh quay mà có một cái gì đó ấn tượng chút xíu thôi mà lại có view rất là cao, mà YouTube tự động hiểu luôn, tự động đề xuất luôn, là biết YouTube rất là thông minh. Tại vì các bạn hiểu rằng là các bạn làm YouTube đó chỉ có một năm, như mình đây làm được cao lắm mình được 5-6 năm thôi ha các bạn. Từ tính từ lúc mà YouTube kiếm tiền ổn định á, tới giờ khoảng 5-6 năm. Nhưng các bạn hiểu được rằng là kỹ sư YouTube là đã làm luôn từ lúc ban sơ luôn rồi. Vì vậy cái chiêu trò mánh khóe nào là họ nắm trong lòng bàn tay hết. Vì vậy chúng ta rất khó để chúng ta có thể luồn lách qua những vấn đề đó. Còn nhiều bạn hỏi mình rằng là bây giờ chính sách có giờ không á, thì bây giờ anh Tâm chia sẻ là dùng em một cái là cho em dễ hiểu hơn, chứ em rất là rối luôn. Tại vì đọc chính sách YouTube tùm lum hết luôn, em không hiểu được cái nào cả. Thì đơn giản như thế này, nội dung mà mình đang ngồi mình chia sẻ, cảnh quay toàn bộ của mình hết, thì mình chọn là gì các bạn? Mình chọn là không có những cái gì mà liên quan đến chính sách của YouTube cả, thì mình cứ chọn là không. Còn nếu như mà trong cái video đó của mình mà mình dùng hình ảnh của người khác, dùng có chút xíu 5 giây thôi à, dùng hình thu nhỏ luôn nữa, thì YouTube hỏi mình đó là mình chọn có hay không các bạn? Phải có rồi.
Tại vì sao YouTube đâu cho phép mình làm điều đó. YouTube hỏi mình là trong cảnh quay đó mình có dùng của ai không, đúng không? Trong đọc hết chính sách YouTube sẽ có câu đó, các bạn không cần đọc câu nào hết đó, chỉ cần đọc cái câu cuối thôi ha. Và các bạn phải đọc thêm cái câu chót nữa nha, nếu như các bạn mà khai gian lận đó, thà không khai nha thì YouTube quét bằng thuật toán. Còn nếu bạn khai mà khai gian lận thì đi đường nào cũng đi, để quét thuật toán cũng đi mà khai gian lận cũng đi. Vì vậy chúng ta cần lưu ý rằng là khai cho chính xác. Nên các bạn cần lưu ý, cứ nhớ là của mình quay 100% là ok, nhưng mình quay là quay mấy cảnh hoa, mấy cảnh bông cây, chim hót như thế này, chứ mình quay ví dụ như tôi đến một cái chỗ công viên tôi chơi rồi tôi vô tình tôi gặp một nghệ sĩ nào đó quá tuyệt vời mà tôi quay người nghệ sĩ đó, vậy tôi cũng là quay vậy. Vậy tôi chọn có hay không? Tôi phải chọn có rồi, tại vì cái người kia mình quay là mình chỉ quay như vậy thôi. Và nhiều khi họ nói rằng cho mình quay, cho bằng gì các bạn? Cho bằng lời nói mà thôi, không có giấy tờ gì cả. Họ cho, nhưng mà đôi khi cái người quản lý của những nghệ sĩ đó, những công ty network đang thay mặt cho nghệ sĩ đó mà thấy bạn up video tầm bậy lên YouTube, những video mà nhiều khi nghệ sĩ đó đang chu cái mỏ ra cái bạn quay bạn up lên, đúng không? Thì như thế nào các bạn? Đôi khi các bạn sẽ vi phạm bản quyền ha, và network yêu cầu gỡ bỏ được khỏi YouTube khi bạn mà liên quan đến chính sách quyền riêng tư ha. Nó là chính sách quyền riêng tư nên các bạn cần lưu ý ha, chứ không phải là vi phạm bản quyền. Nó sẽ gỡ bỏ được video của bạn trên YouTube thông qua chính sách quyền riêng tư, là cái người đó không cho phép bạn quay mà các bạn cứ cố tình bạn quay mà up lên kênh của bạn nhằm câu view, có hình ảnh của họ, họ chứng minh được là cho lên đường, nên các bạn cần lưu ý đó. Nên các bạn hiểu được rằng là quay là mình quay của mình, ví dụ như tôi chế tạo này kia, tôi tự động tôi quay á, là bình thường thôi. Nhưng mà tôi ra đường tôi thấy người nào đó, tôi thấy bà kia hay quá tôi mới quay, tôi quay bả đâu cho tôi đâu, tôi biết bả có nổi tiếng không nữa, thì tôi phải chọn có hay không? Tôi phải chọn có chứ, làm sao tôi chọn không được các bạn, đúng không? Nên các bạn cần lưu ý là quay là tự mình của mình hết luôn, trăm trăm của mình không quay ai hết là bình thường. Vậy bây giờ nè, tôi lấy tờ báo kia tôi về tôi review á, có ông kia mà thấy ghét quá, hoặc cái nhân vật nào nổi tiếng tôi ghét quá tôi review, thì tôi chọn có hay không? Thì các bạn phải chọn có thôi. Tại vì sao? Tại bạn đã dùng những cái gì của người khác, bạn phải chọn có mà thôi. Quay nhân vật mà không có liên quan gì đến bạn, mà chưa được sự cho phép của họ ha, hoặc là chưa có đơn từ chứng nào chứng nhận cả, thì bạn vẫn phải chọn có tất cả điều đó. Bạn cần lưu ý ha, chỉ chọn không khi toàn bộ nội dung là của bạn sở hữu hết, nên bạn cần lưu ý ha. Còn YouTube thì chỉ cần biết là bạn có gian lận hay không thôi là được ha, cứ như thế là được. Nên bạn cần lưu ý nên mấy cái trend drama, nên cẩn thận về điều đó ha, dễ bay nhất nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nhận biết được có nhiều kênh mà đã có triệu chứng rồi đó, triệu chứng bất thường đó là ngủ một đêm tới sáng không thấy kênh đâu nữa hết. Rồi cho mình xin một like nha các bạn nha. Với cái chính sách YouTube càng ngày mình thấy nó càng loại bỏ bớt đi những thành phần tào lao, và nhưng khi thành phần tào lao đó không còn thì những cái nội dung sạch sẽ, những nhà sáng tạo chân chính thì họ sẽ phát triển được kênh của họ. Và nhiều bạn đặt câu hỏi ra, em thấy mấy thằng kia nó làm về review phim đồ nhóc luôn, sao nó không sao hết, còn em vừa làm cái là có sao liền. Đôi khi nó sẽ có rất là nhiều cái tiềm ẩn sâu bên trong đó mà gọi là cái phần mờ ám của YouTube. Mờ ám đây là như thế nào các bạn? Đằng sau đó họ có những người, ví dụ như bên mình là network ha, mình tự cầm trình quản lý nội dung luôn, mình tự thêm những cái kênh mà mình cho rằng có thể kiếm tiền và phù hợp với tất cả nhà quảng cáo, thân thiện với tất cả nhà quảng cáo, nội dung không có gậy gọc gì cả thì mình nói vào thôi, và CNET bên mình có quyền là kiếm tiền ngay lập tức luôn ha. Vì vậy các bạn hiểu rằng là quyền của CNET là YouTube đặt hết niềm tin vào trong CNET đó. Và đôi khi những CNET họ muốn kiếm thêm thu nhập thì họ đôi khi họ sẽ làm những cái mờ ám hơn chút với những cái quyền hạn mà họ có được. CNET họ có được quyền hạn như thế nào? Các bạn, họ có quyền tạo kênh trong hệ thống của họ mở kiếm tiền sẵn, và các bạn chỉ việc mang kênh đó về cấp kênh cho bạn bạn làm mà thôi ha, kênh đang trong nét của họ thì tính năng kiếm tiền á, nó còn hoài à. Còn các bạn hiểu được rằng là các bạn làm mà ở AdSense thì bạn không thể làm được. Ví dụ các bạn lấy 100 bài nhạc các bạn tổng hợp lại thành một video đôi dài 1 tiếng 2 tiếng bạn up lên, nếu bạn ở AdSense là chắc chắn là bạn sẽ không làm được, bạn sẽ bị lỗi là sử dụng nội dung và nội dung trùng lặp. Nhưng khi bạn trong CNS mà hạn chế điều đó rất là nhiều, đó là như thế nha, nó còn nhiều thứ lắm nhưng mà chỉ nói ngắn gọn là như thế thôi. CNS nghĩa là YouTube đặt niềm tin hết vào CNS giúp họ quản lý nội dung trên YouTube, và đôi khi CNS họ muốn kiếm thêm thu nhập thì họ nối những kênh ví dụ như làm về nhạc là những kênh mà có triệu chứng hay bị tắt kiếm tiền á, họ nối vào thôi, chứ họ vẫn kiểm tra kênh đó là phải chắc chắn là không bị gậy gọc, không có bản quyền thì họ mới làm. Còn phim là bắt buộc các bạn phải có tác quyền hoặc là nhờ công ty network nào đó họ liên hệ với những cái chỗ mà bán
về tác phẩm có bản quyền đăng ký, họ trao quyền cho bạn, hoặc bạn mua, hoặc là bạn thỏa thuận với họ từng network, nó sẽ có những chính sách riêng nên các bạn cần lưu ý, họ mới làm được, chứ không phải làm chơi chơi mà làm được như các bạn. Và có đội nhóm rất là nhiều, chuyên nghiệp, họ biết cách để mà sử dụng những cái thủ thuật của họ, thì đó là những cái mờ ám và đó là những kinh nghiệm của họ, mình không thể nào chia sẻ hết được, nhưng mà nó là như thế. Còn các bạn chỉ biết an tâm rằng hiện tại YouTube tung ra nhiều chính sách có lợi cho các bạn chứ không phải là bất lợi cho các bạn nếu các bạn làm đàng hoàng. Vì vậy các bạn đừng nói là YouTube hút máu các bạn hoặc là không hút máu, em làm nội dung hay mà tại sao không có người xem. Nội dung hay nhưng mà các bạn làm quá nhiều kênh trên một thiết bị đó, được nội dung hay mà các bạn làm múa lô xu luôn, các bạn liên cấp từ khóa người khác, bạn thả một kênh bạn luôn, bạn làm múa lô xu ở kênh đó hết nát bấy à. Còn những người bình thường họ đâu biết cái mánh khóe đó đâu. Ví dụ bây giờ bạn hỏi một người bạn của bạn mới bắt đầu làm YouTube, họ biết gì các bạn? Họ chỉ biết là vậy nè, quay video sập up lên YouTube thôi à, họ không biết gì hết đó. Thì những video đó nó rất là dễ có thể lên được, mà các bạn lưu ý rằng để mà lên được view á, cái mà biên tập video là nó chiếm hết phần trăm luôn. Mình đã nói rồi, nó chiếm hết luôn cái vấn đề biên tập video. Đôi khi một cái video xấu, một video không hay mà biên tập video á, nó xịn, nó ngon lành, làm ảnh thu nhỏ ngon thì nó vẫn phát triển một cách ngon lành luôn. Nên các bạn cần lưu ý. Thì thời gian các bạn tìm những cái mánh khóe, những cái thủ thuật để kiếm ra view, ra sách thì các bạn nên nghiên cứu, học tập về vấn đề chính là biên tập video. Nó sẽ giúp cho các bạn làm được đa nền tảng luôn. Khi bạn biết biên tập video rồi, bạn có thể làm trên YouTube nè, bạn làm trên Facebook nè, bạn làm trên TikTok, làm Instagram, làm Twitter, vân vân, tất cả mà những nền tảng nào cho phép đăng video là bạn có thể dùng những video bạn biên tập hay đó mà bạn up lên trên kênh của bạn, up lên trên những hệ thống đó để bạn kiếm thêm thu nhập. Nó rất là tuyệt vời. Thay vào chúng ta suy nghĩ tìm cách nào có view, có sub hay không, thì các bạn hiểu được rằng là view sub nó không nằm ở chỗ, đó chính là mánh khóe trong thời điểm hiện tại này. Mà view sub nó cần là chính là sự đơn giản mộc mạc trên cái kênh của bạn. Bạn làm càng đơn giản, càng mộc mạc thì càng ngon. Mà video càng dài thì càng bây giờ lại càng ngon hơn là trước nữa. Ngay cả cái vấn đề mà thuật toán thay đổi ở chỗ là giữ chân người xem. Bây giờ mình nói về cái vấn đề giữ chân người xem. Như trước kia chúng ta thường suy nghĩ rằng là một cái video mà được người xem lâu nhất là video đó sẽ được YouTube đề xuất. Đúng chưa? Họ trước giờ nó như thế là thông qua cái giữ chân người xem, thuật toán YouTube. Nhưng thời gian gần đây YouTube đã cập nhật và thay đổi rất là nhiều. YouTube không còn tính về vấn đề là giữ chân người xem hay không. Nếu giữ chân người xem thì các bạn hiểu rằng là video đó nó phải là hay. Nhưng mà đôi khi những video mà quá hay nhưng mà vì họ muốn giữ chân người xem, họ xén video họ rất là ngắn và bỏ đi nhiều phân đoạn quá chừng luôn. Vì vậy bây giờ YouTube không dựa vào thuật toán là người xem, giữ chân người xem nữa, mà dựa vào cái gì các bạn? Dựa vào nguyên lý hoạt động là khi người xem bấm vào nội dung đó, nội dung đó là đúng với sự thật, không phải là lừa gạt những cái khán giả. Ví dụ các bạn làm hình thu nhỏ, ở các bạn mặc cái áo màu xanh, nhưng trong đó các bạn không mặc áo màu xanh đó thì là bạn đã lừa gạt khán giả rồi, mặc dù các mặt của bạn vẫn như thế nha. Thì các bạn cần lưu ý. Hoặc các bạn làm về nội dung mà dạng như là vlog thì các bạn cứ quay tự nhiên, video nó càng dài thì bây giờ doanh thu nó sẽ càng cao. Còn mà doanh thu mà thấp là tại vì sao các bạn? Tại vì cái video của bạn khán giả vào các giảng xem ở những giây đầu tiên thì khán giả thấy không có gì để xem hết và hoàn toàn họ đi ra luôn và họ không có thấy một cái gì hứng thú để họ tiếp tục họ xem. Nên các bạn suy nghĩ, một cái video hay là nó sẽ hội tụ đầy đủ yếu tố của YouTube, bao gồm là hình thu nhỏ đúng chính xác với nội dung, tiêu đề viết chính xác với nội dung, hashtag và thẻ tag nó liên quan đến nội dung của bạn chứ không có liên quan đến bất cứ nội dung nào, tên nào để mà bạn bỏ vào. Ví dụ các bạn cũng làm về marketing, các bạn làm về vấn đề đó chính là chia sẻ cách làm YouTube giống như mình, rồi các bạn thấy bạn không có view, rồi các bạn sẽ lấy cái tên của mình á, bạn thả vào bên trong cái phần mô tả của bạn, bạn thả vào bên trong cái phần thẻ tag của bạn, vậy nó có lên view hay không? Nó có lên được một video duy nhất, hai video duy nhất và thuật toán quét sẽ ra là sau các bạn, sau này các bạn ví dụ ha, trước đó bạn dùng cái tên của mình, bạn lên được 100.000 view, nhưng khi đó bắt đầu bạn đăng những video tiếp theo thì có khả năng là các bạn về mo luôn, đứng view cứng ngắc và không còn view nữa. Đó chính là cái lỗi mà nhiều anh em làm nhất, gặp nhất trong tình trạng thời gian gần đây, là tại sao mấy video trước em làm có view nhiều, thời gian sau này em đăng nó không còn view nữa. Đôi khi các bạn sử dụng từ khóa mà từ khóa đó không có liên quan gì đến bạn cả, bạn thả vào bên trong đó và bạn bị YouTube cấm một cái gọi là thuật toán ghim cái kênh của bạn vào danh sách đen, hạn chế tiếp cận các khán giả. Vì vậy view của các bạn tụt dần và dần dần không còn view nữa, nên các bạn cần lưu ý nha. Rồi các bạn cho mình xin một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Hôm nay mình đã cố gắng chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm để giúp các bạn có cái hướng đi đúng. Chứ bạn mình đâu chỉ các bạn làm sai đâu, đúng không? Mình chỉ các bạn đúng. Mà tại vì các bạn muốn nhanh, các bạn muốn nóng vội và các bạn không thành công được. Trước giờ mình làm YouTube, mình hiểu được tâm trạng của các bạn. Là khi mà mới làm YouTube, đăng video lên nó không có người xem, mình cảm thấy khó chịu, mình buồn. Rồi mình bị người bạn bè mình, đôi khi người nhà của mình nữa cười mình, nhạo mình. Thì mình cảm thấy mình buồn chứ. Thời gian đầu ai làm YouTube cũng phải trải qua vấn đề đó. Đừng nhìn mấy người mà ta làm YouTube có kênh triệu sub hoặc là những cái kênh rất là lớn, chỉ tưởng dễ ăn, các bạn không có đâu. Cũng trầy da chốc dậy mới có được như ngày hôm nay. Mà đôi khi cái vấn đề đó chỉ dành cho người làm xuyên à. Còn người làm biếng thì mình nghĩ rằng một sớm một chiều cũng chán nản mà bỏ cuộc thôi. Còn vấn đề mà làm YouTube thì mình đã chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí đối với các bạn. Không có kêu gọi các bạn là đóng tiền, khóa học, nộp tiền, không có gì. Liên mua bán kênh cũng không có luôn nữa các bạn. Tại vì sao? Mình đã đủ khả năng của mình để mình bươn chạy với YouTube, bươn chạy với Google để mình kiếm tiền. Và trực tiếp từ hai người đó là ngon tiền nhất luôn. Chứ không có tiền nào ngon hơn cả. À, còn nhận dạy học đau đầu lắm các bạn, lát nhắn tin, lát điện thoại mà mình thì ngại cái vấn đề mà trả lời tin nhắn kiểu đó lắm. Là mình làm mình tập trung công việc dữ lắm, mình ít có thể nào trả lời kiểu đó lắm đó. Nên các bạn lưu ý điều đó giùm cho mình nha. Và tiếp theo đó chính là khi mà chúng ta làm á, thời gian đầu chúng ta cứ suy nghĩ như thế này: có video hay rồi chúng ta học biên tập video cho tốt, rồi chúng ta up video đúng khung giờ, đừng bắt chước những kênh khác ha. Ví dụ bây giờ nè, các bạn thấy kênh khác họ đang 17 giờ ha, hoặc là họ đang 19 giờ thì các bạn có thể nhích lên là 1 phút, 2 phút, 3 phút luôn, chứ bạn đừng đăng cùng khung giờ đó ha. Cũng là cái mẹo rất là hay cho các bạn. Hoặc là các bạn á, khi các bạn làm biên tập video, cái hình thu nhỏ nó liên quan chặt chẽ, tiêu đề chặt chẽ, mọi thứ ngon lành rồi, nhưng mà khi các bạn ra video các bạn nên để công chiếu á, nó sẽ hiệu quả hơn cho các bạn. Và tiếp theo nữa, các bạn nên chọn chính sách của YouTube là có hoặc không á, các bạn lựa chọn cho nó đúng ha. Và hát tác thẻ tác chúng ta ghi vài từ mà thôi, còn thậm chí không ghi thì thuật toán YouTube vẫn hiểu ha. Những cái mô tả các bạn nên ghi nha, mô tả các bạn nên ghi, ghi để làm gì các bạn, ghi để YouTube thuật toán hiểu được bạn đang muốn nói lên điều gì ha, một cách rõ ràng hơn khi mà họ đọc thuật toán bằng AI thông qua cái phần mô tả của các bạn. Và các bạn đừng có thấy mình là mình live stream bữa thì mình live giờ này, mốt mình live buổi khác mà mình vẫn khán giả xem, các bạn cũng bắt chước làm giống như thế thì cũng không được nha. Đừng bao giờ bắt chước một kênh lớn. Vì tại sao các bạn? Một kênh lớn họ đã có khán giả rồi, không làm giờ nào cũng được cả. Ngay cái lúc 11 giờ khuya mình ngồi mình live stream vẫn người xem. Đó như thế, nó mình đừng bắt chước của mình, mà mình hãy lo mình làm cái của mình đi, cái bản thân của mình là được. Vì mình mới tạo kênh ra, mình làm cho thật sự là tốt nội dung của mình. Bây giờ là YouTube đang dọn dẹp sạch sẽ con đường cho các nhà sáng tạo đi. Vì vậy các bạn hãy cố gắng để mà đi cho thật sự là đúng, đi cho thật sự là tốt thì các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn nha. Các bạn đặt câu hỏi ra và viết có dấu cho mình nha các bạn. Rồi các bạn đặt câu hỏi viết có dấu cho mình nha. Khi mới tạo kênh YouTube ra thì chúng ta cần làm gì? Đúng không? Cái câu hỏi này cũng khá là hay. Vấn đề là khi tạo kênh YouTube ra chúng ta làm cái gì? Đầu tiên nên nhớ giùm cho mình, tạo kênh ra, nếu như cái email cũ á, thì thôi nha. Còn nếu như cái email mới là bạn cần dùng cái email đó tạo kênh trắng bình thường thôi, chưa có nhấn định một chủ đề gì cả. Các bạn dùng cái kênh đó và các bạn dự tính rằng bạn sắp sửa làm chủ đề gì, là bạn đi xem toàn bộ các video cùng chủ đề giống như thế thôi, và đi tương tác với những cái kênh mà cùng chủ đề của các bạn đang làm. Nên các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn tương tác với một kênh YouTube lớn mà được họ được bạn được họ thả cho bạn một trái tim, bạn đừng xem thường nha, nó rất có giá trị ha. Thông qua những bình luận tích cực của bạn thì bạn sẽ được những kênh lớn họ thả tim. Ví dụ nha, những kênh lớn họ có 100.000 bình luận, đúng các bạn, nhưng mà trong đó họ không thể nào thả tim hết một loạt, và may mắn trong đó bạn là người được họ thả tim với những kênh lớn đó, với những kênh cùng chủ đề với bạn, thì các bạn hiểu được rằng là nó quá tuyệt vời. Những các bạn đó là các bạn có được một sự tương tác từ kênh đó. Vì vậy khi các bạn mới làm YouTube, điều đầu tiên là chúng ta tạo kênh ra và dùng cái kênh chúng ta đang dự kiến làm chủ đề nào đi xem video cho những kênh cùng chủ đề đó, xem comment, like, tương tác, không có phí tiền bạc gì cả mà còn tạo được những cái niềm vui, những sự tương tác ổn định với những kênh lớn đó.
thông qua những cái bình luận, đôi khi bạn có những lời nói hay khiến cho họ vui, họ cũng thả tim, họ trả lời bình luận cho các bạn, đó là cái niềm vui cho các bạn. Vì vậy những kênh lớn các bạn khi thả tim những kênh bé thì các bạn đã có được một cái sự tương tác từ họ rất là tốt nha các bạn nha. YouTube dựa vào những cái đó, và đôi khi những cái nhỏ nhặt vậy các bạn không để ý đến, chứ không phải vừa tạo kênh ra rồi mang up video luôn, có được không? Được chứ, YouTube đâu cấm bạn đâu. Nhưng mà để hiệu quả, mình đang nói là để mình hiệu quả hơn trong công việc của mình, để đi đường dài thì tạo kênh ra thường là 10 ngày đầu với team của mình là mình sẽ dùng, ví dụ mình sắp sửa làm chủ đề là vlog ẩm thực, mình sẽ mà người nước ngoài không chứ mình không làm cho người Việt Nam thì như thế nào các bạn, mình phải đi xem video của những kênh lớn ở nước ngoài, comment ha và đăng ký kênh ủng hộ cho họ. Thì khi các bạn làm liên tục, các bạn có triệu chứng, đó chính là gì các bạn? Triệu chứng đó chính là ngày nào các bạn đi xem video đó hết, thì thuật toán YouTube hiểu được rằng là cái lịch sử, cái nhật ký xem của bạn, nhật ký like của bạn, là bạn toàn like những cái nội dung như thế không? Và sau đó thì bạn làm YouTube thì YouTube sẽ đề xuất thôi. Tại sao các bạn, là YouTube biết rằng là bạn trong một khoảng thời gian rất là dài và bạn đã nghiên cứu những kênh đó, và bây giờ bạn có hứng thú và muốn làm YouTube, thì YouTube phải tạo cơ hội cho bạn thôi. Mình nói có sai không? Bạn đừng có nghĩ rằng những cái thuật toán nhỏ bé đó mà nó không có liên quan gì đến việc bạn làm YouTube, làm video up lên kênh, có view, có sub, nó liên quan rất là lớn. Mà hầu như những người á, mà làm YouTube lâu năm như mình á, như mình đây, mình mang hết những cái gì biết mình chia sẻ với các bạn, đôi khi họ còn giấu đi, họ không chia sẻ với các bạn những cái mẹo nhỏ đó. Đôi khi mẹo nhỏ đó mà rất là hay. Các bạn cần lưu ý nha, nên nhớ tạo kênh ra. Cái bước quan trọng đó chính là chúng ta cần dùng cái kênh đó đi tương tác cực kỳ với những kênh chúng ta cần làm. Đặc biệt là làm nội dung mà đang hướng nước ngoài á, thì chúng ta nên lựa những kênh mà nó cùng quốc gia đó mà chúng ta xem ha. Ví dụ các bạn làm nội dung các bạn nhắm đến Hoa Kỳ thì nó rộng quá, đôi khi các bạn nhỏ bé nhắm tới rất là khó, bạn hãy nhắm tới những quốc gia mà nó khác nữa cũng được ha. Nếu bạn đủ khả năng thì bạn hãy nhắm quốc gia lớn tùy các bạn, nhưng bạn xem á, ví dụ bạn xem Hoa Kỳ xem liên tục như nội dung bên Hoa Kỳ thôi, hoặc bên Anh Quốc, bên Nhật gì đó, nó tùy. Nhưng mà các bạn xem tương tác đầy đủ hết thì kênh của bạn là đã có cái kênh chất lượng ngay từ lúc ban đầu, chứ không phải tạo kênh ra rồi là mang kênh up video liền lên thì rất là dễ bị spam, nên các bạn cần lưu ý ha. Rồi tiếp theo nói sâu về Google AdSense đi anh, một câu hỏi cũng khá là hay ha của bạn Giảng Vlog. Cái vấn đề mà AdSense thì nó xoay quanh, nó vấn đề rất là khó khăn. Nếu như mỗi người chỉ tạo một tài khoản AdSense và nối vào một kênh duy nhất, mà kênh đó là vlog bình thường, thì các bạn một chục năm sau nó vẫn sống nhăn răng, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà một AdSense đó nối tùm lum kênh, rồi kênh thì làm không rõ ràng chủ đề, cái thì âm nhạc, rồi cái thì vlog tùm lum hết. Và nếu như xui một kênh lên đường thì các kênh còn lại cũng lên đường theo. Và AdSense chúng ta phải tự tạo ra cây nhà lá vườn thì chúng ta mới an tâm. AdSense cho đúng tên chúng ta chính chủ trong chứng minh nhân dân luôn ha, căn cứ công dân, bằng lái xe, hộ chiếu thì nó hoàn toàn an tâm và chúng ta ngủ rất là ngon. Còn AdSense đi mua, mà mua là phải xác định rằng là phải thỏa thuận với người bán AdSense đó cho bạn trong vòng khoảng 10 ngày, để có loại bệnh gì á, nó loại bệnh định ra trong vòng 10 ngày đó. Ví dụ khi bạn AdSense đó họ nói sạch, nhưng mà khi bạn mua về á, bạn đưa tiền cho họ rồi, bạn nói kênh vào rồi á, thì kênh bạn không bị xóa liền, mà tầm khoảng 10 ngày sau hoặc là 7 ngày sau mới bị bay màu kênh. Nên các bạn lúc đó thì tiền của bạn họ đã đi nhậu mất tiêu rồi, họ tiêu xài mất tiêu rồi, để họ bán cho bạn là bán xong rồi, họ nói sạch thì sạch như thế mà thôi, để bạn cần lưu ý ha. Nhưng đôi khi cái AdSense đó họ còn liên kết với một cái kênh nào đó nữa mà bây giờ họ không nhớ luôn rồi, mà bây giờ ở kênh đó thậm chí là họ đang nhớ và họ bị tắt kiếm tiền, nó không thấy được AdSense nữa, thì bây giờ sao các bạn mang về bạn nói vào kênh của bạn, sau này cũng sẽ ảnh hưởng luôn. Vậy mình nói, mình nhấn mạnh với các bạn biết rằng AdSense cứ việc cây nhà lá vườn chúng ta tự tạo ra thì nó mới an tâm được, còn đi mua là 50-50. Thì các bạn cần lưu ý, mua phải lựa người có uy tín mua và có sự bảo hành cho bạn ít nhất trong vòng 10 ngày để các bạn, khi bạn nói vào kênh của bạn. Rồi tiếp theo đó chính là một câu hỏi của một bạn, đó chính là: anh ơi, giữa tháng 3 em được bật kiếm tiền thì đến bao giờ em mới nhận được tiền về tài khoản của em vậy?
Thì nói chung là đây là một bạn mới biết làm, thì mình không ngại gì không chia sẻ cho bạn ha. Đó chính là bạn Thị Nghiêm 4.0. Cái vấn đề chúng ta mới bật kiếm tiền thì chúng ta chỉ cần nhớ như thế này: khi nào chúng ta thấy trong Ascent có được 100 đô đó, thì mới là cái số tiền đó được tổng về thôi, còn phải trừ thêm một số vấn đề khác về nội dung nữa, ví dụ lưu lượng hợp lệ nè, thuế nè, rồi về ngân hàng có trừ một ít nữa. Là chúng ta thấy rằng là nó sẽ không chính xác nha, đôi khi nó sẽ chênh lệch. Nếu nội dung sạch sẽ chắc chắn chúng ta sẽ nhận được gần đủ số tiền đó chứ phải không phải là chính xác số tiền đó, nên các bạn cần lưu ý nha. Mình ví dụ có nhiều bạn hỏi mình một câu, đó chính là tại sao trong cái phần số liệu phân tích 28 ngày qua hiển thị trong cái phần mềm YouTube Studio hiển thị là em được 50 đô, nhưng mà sáng qua ngày hôm sau đó, nó còn 48 đô à. Tại sao vậy các bạn? Nó đó là doanh thu ước tính của bạn mà thôi, chứ không phải là doanh thu mà YouTube trả cho bạn. Nên bạn cần lưu ý ha, ước tính trong cái tháng đó, ví dụ như ngày hôm sau bạn ra video mà có nhiều view hơn ha, thì chắc chắn rằng cái số tiền sẽ tăng lên. Còn ví dụ ngày hôm sau, những ngày tiếp theo nữa view bạn ít đi thì số tiền mà ước tính nó sẽ bị tụt giảm đi, nhưng 28 ngày qua bạn kiếm bao nhiêu tiền á, thì nó vẫn hiển thị đủ luôn, không mất gì cả. Nên bạn cần lưu ý điều đó. Và khi tổng tiền về á, thì các bạn chỉ nhớ nha, tầm ngày 11, 12 là sẽ tổng về Ascent, là bạn nhìn thấy số tiền của bạn. Và đến ngày 20 á, bạn kiểm tra lần nữa số tiền nó còn y nguyên, rồi nó chỉ việc về ngân hàng thôi, rất là đơn giản. Nên các bạn cần lưu ý ha. Đó chính là YouTube trả tiền vào ngày 10, ngày 12 hàng tháng, và tổng tiền chứ vào ngày 11, 12 hàng tháng, và trả tiền cho chúng ta vào từ ngày 21 cho đến ngày 25, đó chúng ta sẽ nhận được tiền tùy vào ngân hàng nha. Kênh chơi cờ lam có cần kích vào khai báo có không anh? Cái này cũng hay, câu hỏi này cũng khá thú vị. Kênh làm cờ lam ID thì có cần phải tích vào cái chữ có hoặc không? Em toàn để không báo không, có ảnh hưởng gì không? Em cảm ơn anh. Các bạn vô vô. Nói chung là làm bất cứ nội dung gì, cờ lam, các bạn làm bất cứ nội dung như thế nào, hoặc các bạn kênh trong net, thì các bạn cần phải tuân thủ chính sách này. Chính sách này YouTube áp dụng cho tất cả các kênh, cho dù kiếm tiền hay không kiếm tiền, cho dù bạn có net hay không có net, bạn vẫn phải tuân thủ chính sách của YouTube. Điều đó bạn phải bắt buộc ha. Nếu như nội dung bạn mà có những cái bắt buộc bạn phải lựa chọn là có thì bạn cứ lựa chọn có, còn những cái mà nội dung bạn tự sáng tạo 100% thì các bạn cứ lựa chọn là không ha. Còn cờ lam ID á, mà nếu nội dung đó thì chắc chắn là phải chọn là có rồi. Cờ lam ID bạn đi dùng video người khác mà. Rồi bạn ơi, mình có vài kênh trên cùng một thiết bị và trong đó có một kênh bị đánh gậy, nhưng những kênh khác thì những kênh khác cùng thiết bị có bị ảnh hưởng không bạn ơi? Câu hỏi này rất là hay. Nếu như trên một thiết bị của chúng ta mà chúng ta sử dụng trình duyệt web Google Chrome, trình duyệt web King, Firefox, Cốc Cốc, Opera, và mỗi cái chúng ta để riêng một email, một Ascent thì không sao cả, mặc dù là trùng cái đường truyền mạng wifi. Bạn lưu ý điều đó, trùng cái thiết bị cũng không sao. Nhưng mà một trình duyệt web, mình ví dụ như là các bạn đang dùng Cốc Cốc hoặc là các bạn dùng Google Chrome, nhưng trong đó các bạn đăng nhập một loạt các email, các kênh trong đó luôn, và nó đi một phát một một kênh rồi, thì các kênh còn lại YouTube dựa vào cookie bên trong trình duyệt web đó mà trảm các bạn thôi. Thì các bạn cần lưu ý ha, nếu như mà tách riêng ra hết rồi thì cứ an tâm rằng không sao, còn nếu như chung thì các bạn bắt buộc phải thực hiện cái cách đó chính là đăng xuất tài khoản ra liền, và hoặc là chuyển kênh của bạn qua cái email khác liền, hoặc là thay đổi accent khác liền để tránh những rủi ro là bị chích lan. Nên bạn cần lưu ý ha. Mà lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng khi kênh của bạn bị chấm dứt do ba cảnh cáo bản quyền từ bên thứ ba và bạn không thể nào khiếu nại được nữa thì mới áp dụng nha. Còn vấn đề bạn bị một gậy bản quyền từ bên thứ ba hoặc hai gậy thì không sao cả nha. Rồi, một bạn kênh lớn ha, đó chính là bạn Bốn Ni. Một tên chỉ có ba chữ thôi, Bốn Ni. Đó chính là: Tâm ơi, cho mình hỏi, mình làm kênh nhạc thư giãn, nếu mình tự quay 20 phút rồi mình nhân lên thành
3 video 60 phút thì có bị tắt kiếm tiền không? Nhạc mình có quyền thương mại. À, rồi ok. Cái vấn đề mà chúng ta làm dùng một video xong chúng ta nhân bản lên thành 3-4 cái, rồi chúng ta làm thành một video dài mấy tiếng chúng ta up thì nó bình thường. Nếu như mà nội dung đó do chúng ta tự tạo ra, mà nhạc á, nếu như bạn đang trong nét á, thì bạn thoải mái bạn làm. Còn với AdSense thì bạn nên cân nhắc, nên chỉnh chu khi mà bạn lắp ráp kiểu đó, rất là dễ bị reset kiếm tiền, nên bạn cần lưu ý. Còn kênh của bạn đang được tham gia vào một cái mạng gọi là CNS, không có quyền xóa truy cập, hợp đồng cứng, thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách này bình thường và ngon lành nha. Còn nếu như kênh của bạn mà ngoài CNS đang ở AdSense thì bạn nên cân nhắc và bạn nên làm điều đó khi bạn biên tập video lại chỉnh chu hơn, ngon lành hơn ha, thì mới được. Rồi, một bạn kênh lớn tuần trước không gặp nhưng tuần này lại gặp ha, đó chính là bạn Minh là Nguyên. Những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao về RPM sẽ cao phải không anh? Chẳng hạn như Đức, Thụy Sĩ. Đúng rồi, mỗi một quốc gia là nó sẽ có ấn định một cái RPM nhất định quốc gia đó. Ví dụ cái đồng tiền tiền tệ quốc gia đó nó cao thì là cái doanh thu mình kiếm về thông qua cái nhà quảng cáo đó cũng cao. Vậy chúng ta nên lựa chọn nó chính là những quốc gia nào đó ổn định, có doanh thu ổn, thì chúng ta cứ việc tiếp cận quốc gia đó. Mà để tiếp cận được thì các bạn hiểu rằng chén cơm ngon thì có hàng ngàn, hàng triệu người dành dần. Nhưng trong đó những cái ngách nhỏ mà các bạn tìm được thì các bạn vẫn có thể kiếm thu nhập ổn định. Nên làm những chủ đề á, một á, là những chủ đề rộng thiệt rộng mà nội dung bạn hay á, thì các bạn cứ việc bứt phá giành giật với những người đó luôn. Còn nếu như nội dung của bạn mà các bạn nhắm, bạn không lượng sức là nổi với những cái nhà sáng tạo mà có những nội dung quá hay như thế, thì bạn có thể lựa chọn ngách nhỏ, là cái ngách nhẹ nhàng cũng hướng ông Hoa Kỳ luôn. Ví dụ như là chia sẻ về một cái vấn đề nào đó mà ít có kênh nào làm được, mà bạn làm được điều đó thì bạn hướng ra đó, nó cũng là một cái doanh thu khá là ổn định, giúp các bạn đi đường dài. Mặc dù các bạn không có view, những cái nguồn view đó là nguồn view chất lượng, các bạn cần lưu ý ha. Rồi, anh Tâm ơi, em có một cái email chung thiết bị với cái email kênh bị tắt kiếm tiền. Giờ em reset hết thiết bị với wifi. Giờ em dùng cái email đó thì có bị ảnh hưởng gì hay không? Khi mà em hiểu rằng là bây giờ em reset tất cả thiết bị wifi, rồi em đăng nhập lại cái email mà có cái kênh bị reset kiếm tiền đó, nếu như cái kênh đó mà em đã tách ra hoàn toàn sạch sẽ, nó chỉ là còn cái email không, thì các em dùng bình thường, nhưng nó còn liên kết ví dụ cái số điện thoại email khôi phục với cái kênh mà không bị tắt kiếm tiền thì vẫn bị ảnh hưởng nha. Nên em cần lưu ý khi kênh bị tắt kiếm tiền thì chúng ta cần làm gì? Delete cái số điện thoại đó ra ngoài luôn, email khôi phục chúng ta cho lên đường luôn, thuế cái khác ha, sim thì ra ngoài, tiệm tập quá mua ha, có bao nhiêu tiền đâu, 10-20 ngàn bỏ vào là xong. Và tiếp theo nữa thì nếu cái kênh đó mà nó đang không phát triển nữa, là bây giờ mình không cần nó nữa, thậm chí là cho lên đường luôn, xóa bỏ vậy ha. Rồi, và chúng ta chỉ việc là đăng xuất ra, xóa bỏ cái trình duyệt web đó đi, hoặc là xóa bỏ dữ liệu đi ha, cho mất cookie sạch sẽ, rồi chúng ta đăng nhập lại, chúng ta dùng bình thường, nhưng chỉ còn dùng được cái email đó thôi, chứ còn cái vấn đề mà không thể nào dùng để mà làm YouTube được nữa nha, nên cần lưu ý. Đặc biệt là những email mà đã từng vi phạm chính sách của YouTube dạng nặng thì mình khuyên không nên dùng những email đó để mà làm YouTube nha, nên các bạn cần lưu ý. Rồi, Tâm tư vấn cho mình mình hay đi quay show ca nhạc, quay lại và đăng, hãy cho mình lời khuyên, cảm ơn bạn. Đây là một câu hỏi cũng khá hay của bạn Đào Cường Trà Bắc ha. Khi chúng ta đi quay một buổi show ca nhạc, đó là một cái buổi biểu diễn của một người khác, nếu như cái người đó mà họ không có làm YouTube hoặc họ không có công ty truyền thông nào đang dùng cái video đó cả,
thì chúng ta có thể quay lại buổi biểu diễn đó, mình ví dụ trong quán cà phê với những cái bài nhạc acoustic của những người khán giả bình thường, họ đứng trên đó họ hát rồi các bạn quay lại, nhưng mà cái người chủ quán đó họ không làm YouTube thì họ cho bạn quay thoải mái luôn, thì bạn up lên kênh bạn không có sao cả. Nhưng mà các bạn đi quay những cái buổi biểu diễn của những nghệ sĩ lớn, ví dụ như trong một cái rạp hát đi, hoặc là trong một cái chỗ sân khấu nào đó ở bạn đứng dưới bạn quay, nhưng mà cái người nghệ sĩ đó đang nhận tiền từ một cái công ty nào đó để họ biểu diễn tại đó mà bạn quay, thì có thể là bạn sẽ bị vi phạm bản quyền, nên bạn cần lưu ý về điều đó nha. Vi phạm bản quyền đó thì là YouTube sẽ thông báo cho bạn biết rằng là vi phạm bản quyền buổi biểu diễn của người khác, nên các bạn cần lưu ý ha. Rồi tiếp theo đó chính là một bạn kênh lớn Remix, bạn hỏi mình đó chính là: anh cho em hỏi, em nhận nút bạc thì đơn vị nào sẽ gửi đơn xác nhận đơn hàng anh ạ? Khi mà nhận nút bạc thì em nên coi cái video là con đường dẫn đến thành công có nhiều nút bạc nút vàng mà anh đã từng chia sẻ trên kênh của anh cách đây một năm trước. Khi em coi video đó rồi thì em sẽ hiểu cách làm như thế nào để chúng ta nhận được nút bạc ở Việt Nam của mình, thì nó sẽ hơi khó hơn. Và lưu ý rằng đơn vị vận chuyển thời điểm hiện tại này vẫn là đơn vị vận chuyển UPS, là đơn vị vận chuyển từ chính thống của bên Hoa Kỳ luôn. Vì vậy các bạn cứ an tâm rằng đơn vị vận chuyển đó sẽ liên hệ với bạn, nếu như các bạn có điền số điện thoại vào bên trong phần địa chỉ, nếu bạn không điền thì khả năng bị thất lạc nha. Nên bạn hãy xem kỹ video đó trước khi mà bạn điền vào cái biểu mẫu những nút bạc nút vàng cho các bạn. Rồi YouTube đang cho dùng giọng đọc nhân tạo bật kiếm tiền hả anh? Câu hỏi của bạn Linh bản quyền. Rồi ok, YouTube không cấm chúng ta dùng giọng đọc nhân tạo, vẫn cho chúng ta kiếm được tiền khi chúng ta dùng giọng đọc nhân tạo thay thế cho giọng chúng ta để mà tiếp cận được nhiều nhà sáng tạo hơn. Vì không phải ai cũng có giọng nói hay, thì giọng đọc nhân tạo cũng là một lựa chọn rất là tốt để các bạn thay thế giọng của các bạn. Nhưng các bạn cần lưu ý, giọng đọc nhân tạo chỉ đi ghép vào những cái video do chúng ta tự quay mà thôi, chứ video thì chúng ta cũng lấy người khác hoặc sưu tầm trên mạng, hoặc dùng hình ảnh rồi chúng ta ghép giọng đọc nhân tạo vào, thì khả năng bật kiếm tiền vẫn có, nhưng nó rất là thích ít, hoặc là được bật rồi thì rủi ro bị tắt cũng sẽ rất là cao, nên bạn cần lưu ý ha. Chỉ nhớ rằng là giọng đọc nhân tạo là phải đi chung với video chúng ta tự quay thì mới được nha. Rồi cho em hỏi, cần làm gì khi thay đổi thiết bị up video lên YouTube để không bị ảnh hưởng kênh? Em cảm ơn anh Tâm nhiều. Câu hỏi khá là hay của bạn xe Hải ha. Rock. Bạn hỏi mình á, bây giờ ví dụ như bạn muốn thay đổi thiết bị, ví dụ thiết bị này mình dùng thời gian rồi nó sẽ hư thôi các bạn ha, nó sẽ bị hư thôi. Bây giờ mình thay đổi thiết bị khác rồi mình nhập vào như thế nào cho ngon? Nhiều bạn không biết nha, bạn nhập tầm bậy, có thể là cái email bạn bị khóa luôn. Vì hành vi đáng ngờ, YouTube tạm khóa, Google tạm khóa email đó lại để mà chờ bạn xác minh. Nên khi mà các bạn á, bị hư thiết bị rồi, hoặc bị mất thiết bị rồi, thằng nào nó ăn cắp thiết bị của bạn rồi, thì bạn mua thiết bị khác, bạn phải về tới nhà ngay cái vị trí mà thường ngày các bạn đăng video, bạn dùng để xem phim, xem YouTube, kết nối đúng cái wifi nhà các bạn, rồi các bạn hãy đăng nhập cái email mới nó vào. Thì như vậy nó sẽ an toàn cho bạn 100%. Vì khi đó Google xác định rằng bạn chính là người mà sở hữu cái email đó. Ví dụ bây giờ bạn bị ăn cắp điện thoại, nó tắt nguồn, nó khóa SIM, rồi bây giờ bạn đi ra những cái chỗ làm SIM, bạn làm lại cái SIM rồi, thiết bị thì mất luôn rồi ha. Nó đang cầm thiết bị đó, email rồi tất cả nằm trong đó rồi, thì phải làm sao đây? Một là bạn có thể ra mua thiết bị mới, chắc chắn rồi bạn phải mua thiết bị mới. Nhưng bạn đăng nhập ở ngoài cái chỗ thế giới di động của bạn mua đó thì sẽ rất là khó. Nên ở ngoài đó bạn nên đăng nhập những cái email bình thường, hoặc là email của thế giới di động, hoặc là những cái công ty mà điện tử đó, họ bán cho bạn thiết bị đó, thì được. Nhưng khi bạn về nhà đó, bạn hãy đăng nhập với cái wifi mà các bạn thường xuyên sử dụng,
và các bạn hãy đến đúng cái vị trí đó và các bạn nhập email thì lúc đó sẽ dễ dàng cho bạn hơn và bạn sẽ không bị tạm khóa vì hành vi đáng ngờ. Nên các bạn cần lưu ý ha. Rồi bây giờ là đã một tiếng trôi qua thì chúng ta phải tạm dừng thôi các bạn. Các bạn mến mình thì cho mình xin một like nha. Mình đã cố gắng hết sức để chia sẻ với các bạn trong vòng một tiếng đồng hồ này. Kiến thức về YouTube thì nó rất là nhiều, không bao giờ hết cả. Tại vì mỗi ngày là một cái khác, mỗi ngày là một điều mới, một thuật toán cập nhật, chứ không phải ngày nào cũng giống như ngày nào thuật toán YouTube đảo liên tục. Vì vậy mình sẽ chia sẻ với các bạn vào những dịp cuối tuần. Các bạn thấy mình chia sẻ hay, hữu ích giúp cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like. Còn các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có ngày cuối tuần thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ là comment bên dưới cái video này, buổi livestream này để mình đọc những comment đó. Đôi khi là các bạn thấy mình đọc, tại nhiều comment quá, mình không thể nào trả lời hết được. Mình thả tim cho các bạn, nhưng mà mình đã đọc qua rồi. Thậm chí mình nhiều quá mình cũng không thả tim, mình chỉ lựa câu hỏi nào chính thôi để mình chia sẻ với các bạn vào buổi livestream khác. Thì khi các bạn comment vào thì các bạn viết có dấu đàng hoàng dùm cho mình thì chắc chắn rằng những câu hỏi đó, những cái gì các bạn đang cần sớm muộn gì trong những buổi livestream tiếp theo của mình cũng sẽ chia sẻ mà thôi. Còn bây giờ tạm biệt nha.